Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việc Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thay cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lịch thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Người nghèo là trọng tâm trong chuyến thăm lần thứ năm của Đức Thánh Cha Francisco tới acc Hồng y giám quản Roma cấm cử hành thánh lễ Latin truyền thống trong Tam Nhật Thánh. Giáp phận Costa Rica ra lệnh đóng cửa tu viện Biển Đức. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Người nghèo là trọng tâm trong chuyến thăm lần thứ năm của Đức Thánh Cha Francisco tới Assisi. Trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Assisi vào hôm thứ sáu, vị giám mục địa phương nói rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha như một lời nhắc nhở về lựa chọn ưu tiên của giáo hội dành cho người nghèo. Với niềm vui vô hạn, chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến thăm, mặc dù là riêng tư, của Đức Thánh Cha Francisco là người đã hành hương 5 lần đến Assisi để lai động chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi rằng người nghèo là một phần của cuộc sống và phải là một phần trong trái tim của chúng tôi. Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino cho biết trong một tuyên bố gửi cho CNA vào ngày 10 tháng 11. Đức Giáo Hoàng đã tới thăm quê hương của vị Thánh cùng tên của mình, Thánh Francisco, vào ngày 12 tháng 11 để dành thời gian cho một nhóm 500 người nghèo từ khắp châu Âu. Khi Đức Thánh Cha Francisco đến Assisi, một chiếc áo choàng và quyền trượng tượng trưng của người hạnh hương đã được người nghèo trao cho Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu một ngày tại vương cung thánh đường Đức Maria của các thiên thần vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Nơi ngài đã nghe chứng từ của 6 người sống trong cảnh nghèo khó đến từ Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý. Và sau khi nghe các chứng từ, Đức Giáo hoàng nghỉ ngơi trò chuyện với người nghèo trước khi trở lại vương cung thánh đường vào lúc 11 giờ sáng để cầu nguyện một lát và phân phát quà tặng. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã trở về Vatican bằng trực thăng, trong khi những người nghèo sẽ được Đức Giám mục Giáo phận ACC tổ chức bữa trưa do Tổ chức Từ Thiện Công giáo Caritas tổ chức. Đây sẽ là chuyến thăm thứ năm của Đức Thánh Cha Francisco đến thị trấn ACC kể từ khi trở thành Giáo Hoàng vào năm 2013. Cuộc gặp gỡ của Ngài với người nghèo diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ năm Năm nay, ngày lễ này rơi vào Chủ nhật 14 tháng 11. Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập Ngày Thế Giới của Người Nghèo vào năm 2016, vào cuối năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội. Ngày này được tổ chức hàng năm vào Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên, một tuần lễ trước lễ Chúa Kitô Vua. Khi kết thúc năm Thánh Lòng Thương Xót, tôi muốn cung cấp cho Giáo hội một ngày thế giới của người nghèo để trên khắp thế giới các cộng đồng Kitô có thể trở thành một dấu trị lớn hơn bao giờ hết về lòng bác ái của Chúa Kitô đối với những người yếu nhất và khó khăn nhất. Đức Gia Hoàng đã viết trong thông điệp Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo đầu tiên vào năm 2017. Chủ đề của Ngày Thế Giới về Người Nghèo năm nay là Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình. Đó là những lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong phúc âm Thánh Marco sau khi một phụ nữ sức giàu quý cho Ngài. Trong tôn điệp của mình cho lễ kỷ niệm năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã mô tả những gì Ngài quan sát, thấy là xu hướng ngày càng gia tăng trong việc loại bỏ người nghèo do bối cảnh của cuộc khủng hoảng coronavirus. Có vẻ như ngày càng có nhiều quan niệm cho rằng người nghèo không chỉ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của họ, mà họ còn là gánh nặng không thể chịu đựng được đối với một hệ thống kinh tế tập trung vào lợi ích của một số nhóm đặc quyền, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài nhận xét rằng hiện chúng ta đang chứng kiến việc tạo ra những cái bẫy đói nghèo và loại trừ mới được đặt ra bởi các tác nhân kinh tế và tài chính vô đạo đức, thiếu ý thức nhân đạo và trách nhiệm xã hội. Đức cha Sorrentino, giám mục Assisi, Nocera Umbra, Gudo Tadino nói rằng giáo phận của Ngài gần đây đang thực hiện các xác kiến và dự án phối hợp các giáo phận khác trong vùng Umbria của Ý để đặt những giáo phận nghèo nhất ở trung tâm. Đức cha Sorrentino nói, chúng tôi muốn trên tất cả là tiếng nói của một sự thay đổi xã hội không thể chờ đợi được và Đức Giáo Hoàng đã thúc giục chúng tôi làm điều đó trong một thời gian dài. Assisi một lần nữa là thành phố, loàn báo thông điệp của sự nổi mới này. Hồng Y giám quản Roma cấm cử hành thánh lễ Latin truyền thống trong Tam Nhật Thánh. Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma đã cấm cử hành thánh lễ Latin truyền thống trong Tam Nhật Thánh như một phần trong việc thực hiện tự sắc Traditionis Custodes Đức Thánh Cha Francisco. Trong một lá thư đề ngày 7 tháng 10, nhưng chỉ mới được công bố vào ngày 9 tháng 11, Hồng Y Angelo de Donatis nói rằng Thánh lễ có thể tiếp tục được cử hành theo sách lễ Roma năm 1962 tại năm nhà thờ ở Roma trừ Tam Nhật Thánh, bắt đầu từ chiều thứ năm tuần Thánh. Đức Hồng y D Donatest cũng tuyên bố rằng không được cử hành các bí tích hay các á bí tích khác theo sách lễ trước Công đồng Vatican II ngoại trừ Thánh lễ. Văn phòng báo chí của Giáo phận đã xác nhận vào ngày 10 tháng 11 rằng bức thư gửi cho các linh mục và tín hữu của giáo phận Rome là xác thực. Với tư cách là đức giáo hoàng, Đức Francisco cũng là giám mục của Roma, nhưng vì đức giáo hoàng còn nhiều trách nhiệm khác nên việc coi sóc hàng ngày của giáo phận Roma được giao cho một giám mục giám quản. Theo giáo luật, một vị giám quản được trao quyền hành pháp đối với giáo phận trong mọi hành vi hành chính ngoài trừ những hành vi chỉ dành cho các vị giám mục bản quyền. Trong trường hợp này là Đức Thánh Cha Phan Tại giáo phận Roma, Hồng Y đại diện có chức năng giống như một giám mục giáo phận trên thực tế. Hướng dẫn của giáo phận Roma đã được ban hành để đáp lại tự sắc của Đức Thánh Cha Phan được công bố hồi tháng 7, trong đó đặt ra những hạn chế chặt chẽ đối với thánh lễ sử dụng sách lễ Roma năm 1962 được biết đến với tên gọi khác là hình thức ngoại thường của nghi thức Roma, thánh lễ Tridentino và thánh lễ Latin truyền thống. Trong một lá thư gửi cho các giám mục trên thế giới, giải thích về quyết định của mình, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài cảm thấy buộc phải hành động về việc sử dụng sách lễ năm 1962 thường được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ những cải cách phụng vụ mà còn là chính công đồng Vatican II. Với những khẳng định vô căn cứ và không biện minh được, rằng công đồng đã phản bội truyền thống và giáo hội chân chính. Đáp lại lời đề nghị của Đức Thánh Cha, vị hồng y đại diện của Roma cho biết, việc tiếp tục thực hiện một lòng bác ái mục vụ nhiệt thành đối với các tín hữu, những người muốn tham gia thánh lễ Latin truyền thống là điều phù hợp. Ngài nói rằng tất cả các linh mục trong giáo phận muốn cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962 phải được phép bằng văn bản của giám mục giáo phận như quy định trong tự sắc Traditionis Custodes. Đức Hồng Y đã chỉ định cha sở của nhà thờ Santissima Trinita de Pellegrini, một nhà thờ do huynh đoàn linh mục thánh Phaero điều hành, là người chịu trách nhiệm, chuyên trách vào thời điểm hiện tại cho việc cử hành trang nghiêm phụng vụ thánh thể như một hành động chăm sóc mục vụ và tâm linh bình thường của các tín hữu. Thư của Đức Hồng Y De Donatis cũng nhấn mạnh rằng các bài đọc trong các thánh lễ Latin truyền thống phải được công bố bằng tiếng Ý theo bản dịch năm 2008 của Hội đồng Giám mục Ý. Ngài nói thêm rằng với tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco, không còn có thể sử dụng nghi lễ Roma và các sách phụng vụ khác thuộc nghi thức cổ đại để cử hành các bí tích và các á bí tích. Được ban hành có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 16 tháng 7, từ sách Traditionis Custodes, nghĩa là những người bảo vệ truyền thống, đã thực hiện các thay đổi đối với tông thư Summurum Pontificum năm 2007 của Đức Benedicto 16 thừa nhận quyền của tất cả các linh mục được cử hành thánh lễ bằng sách lễ Roma năm 1962. Với tự sắc Traditionist Custodes, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng giờ đây các giám mục có hoàn toàn thẩm quyền trong việc cho phép sử dụng thánh lễ Latin truyền thống trong giáo phận của mình. Kể từ khi ban hành tự sắc Traditionist Custodes, một số giám mục đã nói rằng các linh mục có thể tiếp tục dân thánh lễ Latin truyền thống trong giáo phận của họ, trong khi một số giám mục khác đã không cho phép. Giáo phận Costa Rica ra lệnh đóng cửa tu viện Biển Đức Giáo phận Cartago đã ra lệnh đóng cửa tu viện Biển Đức San Jose một cơ sở giáo phận đã được cho phép hoạt động thử nghiệm trong một số năm. Quyết định đóng cửa cơ sở này được thực hiện như một kết quả của một quy trình hành chính nội bộ của giáo hội, bắt nguồn từ một chuyến thăm mục vụ đến tu viện. Việc này được thực hiện phù hợp với quyền hạn được trao bởi Bộ Giáo luật, mà kết quả và kết luận đã được Bộ Đời sống Thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ Roma xác nhận. Giáo phận tuyên bố như trên vào ngày 7 tháng 11. Cha Jorge David Ali Campos, phát ngôn viên của giáo phận Catago nói với AICI Prensa, hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha của CNA vào ngày 9 tháng 11 rằng vì việc đánh giá và điều tra thành quả của thử nghiệm này là một quá trình nội bộ, các lý do cụ thể về việc đóng cửa không được công bố vì đó là quyết định của Ủy ban phụ trách và cha trưởng lý của giáo phận. Quyết định cuối cùng đã được đưa ra nhưng không phải là lý do vì có những yếu tố dự bí mật trong vấn đề và họ không thể tiết lộ với công luận do tính chất của bí mật được giao phó để không làm tổn hại lương tâm của các tín hữu và tránh những giải thích không chính xác của các tín hữu linh mục nói trên trang Facebook của mình tu viện tự gọi mình là một cộng đồng tu viện được điều hành bởi quy tắc của thánh Biển đức được quản lý theo hiến pháp của chúng tôi và công việc chính của chúng tôi là cầu nguyện và lao động chân tay. Chúng tôi là một cộng đồng dòng kín, chúng tôi không làm công việc mục vụ bên ngoài tu viện, chúng tôi không thuộc giáo phận Catago, trang Facebook viết. Thông cáo chung của giáo phận ngày 7 tháng 11 nói rằng, các thành viên trong chương trình thử nghiệm này đã được cho phép và được đề nghị với tất cả sự cộng tác của chúng tôi trong việc chuyển giao họ sang các cộng đồng khác nếu họ thấy phù hợp. Giáo phận cho biết mặc dù họ đã đóng cửa tu viện và do đó kết thúc sứ mệnh của mình, giáo phận biết rằng tu viện cũng được thành lập như một hiệp hội dân sự được ghi danh trong cơ quan đăng ký dân sự. Và vì vậy, họ có toàn quyền xác định tương lai của mình như một hiệp hội dân sự. Từ ngày 7 tháng 11, tu viện Biển Đức San Jose sẽ không thuộc giáo phận Catago. Tương tự như vậy, sẽ không có sự cho phép cử hành các bí tích và á bí tích ở nơi từng được thử nghiệm đó. Cha Ali Campos giải thích với ACI Prensa rằng, với tư cách là một hiệp hội dân sự, tu viện là một thực thể hợp pháp mà theo đó, họ được bảo vệ hợp pháp như một nhóm. Với tư cách là một hiệp hội, họ có quyền quyết định tương lai của mình, nhưng về mặt nguyên tắc, họ không còn là một phong trào của giáo hội công giáo nữa vị linh mục nói. Một bài báo xuất bản ngày 1 tháng 11 trên tờ La Nation, một nhật báo San Jose nói rằng các tu sĩ biển Đức của tu viện San Jose ở Paraiso de Catago buộc tội rằng giám mục hiện tại của Tagago là đức cha Mario Enrique Quiroz đã tìm cách loại bỏ sự hiện diện của họ trong giáo phận và lấy khuôn viên tu viện của họ Tu viện được thành lập cách đây khoảng 8 năm dưới thời đức cha Jose Francisco Ulloa Roja. Đức cha Keros kế vị ngài vào năm 2017. Trong tuyên bố ngày 7 tháng 11, giáo phận Catago không đề cập đến bài báo trên tờ La Nation. Nhưng lưu ý rằng, khu đất và cơ sở nơi đặt khuôn viên của tu viện nói trên là tài sản của hiệp hội và chưa bao giờ là chủ đề của các cuộc thảo luận. Một phản hồi do giáo phận Catago gửi đến La Nation nói rằng các thành viên của tu viện San Jose được thành lập bởi giáo phận đã được thông báo về kết quả của thử nghiệm nói trên do không thu được thành quả như mong đợi trong thời gian này. Giáo phận cũng lưu ý rằng các thành viên của tu viện đã được tạo cơ hội để dùng đến giáo luật 50. Điều 50 của Bộ Giáo luật quy định rằng trước khi ban hành một sắc lệnh riêng một cơ quan có thẩm quyền phải tìm kiếm thông tin và bằng chứng cần thiết và trong chừng mực có thể phải lắng nghe những người mà quyền của họ có thể bị tổn hại. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế tua Jesus Christos người khen chúa Jesus Kitô.